Good morning quý vị, hai cơ mình đang có mặt ở đường Học Lạc, quận 5, Sài Gòn, phường 14. Sáng ngày 6 tháng 4, 2018. Trời Sài Gòn đang nắng nhẹ, có mây, nhiệt độ rồi khoảng 27 độ C. Bên phải đây là đường Trang Tử. Nổi tiếng bán bao bố, dây ni lông, cột đồ, bán sỉ. Bên trái vậy là bến xe Chợ Lớn, ở đây là chợ Trần Chánh Chiếu. Không có khác gì so với trước năm 75 ấy, còn một mạc nữa. Đây là đường Xóm Voi, bán tương, chao, mì tôm, nước mắm, tương. Đó, quý vị nhớ quê hương về Sài Gòn ngồi uống ly cà phê bệt, cà phê dĩa hè ở đây, ăn tô hủ tiếu mì gõ đó, rồi ngắm Sài Gòn. Cái này mới là tổ tiên ông bà mình ngày xưa nè quý vị, chứ vô siêu thị là nó hiện đại là không phải rồi. Đó, thấy kẻ qua người lại, thấy xích lô rồi nè, rồi đọc tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh, hay là xem cải lương Nửa Đời Hương Phấn, Lan và Điệp rồi đó, Đời Thu Lũ rồi đó. Thì quý vị sẽ cảm nhận Sài Gòn nó có cái chiều sâu, mình có đi khắp chân trời góc biển nửa dòng trái đất rồi vẫn nhớ Sài Gòn là như vậy. Vậy thấy xích lô ba gác hả? Cảnh này ở nước ngoài không có gì ha. Quý vị nói Hải Con Minh sướng đó, ngày nào cũng được đi dạo phố Sài Gòn, ngắm Sài Gòn. Thì thôi hãy cố gắng đi quay với gì xem đỡ nhớ Sài Gòn, và nhất là càng về lớn tuổi gì thì mình sống với kỷ niệm nhiều lắm, tình nghĩa gì ha. Đó, ở đây là đường Phạm Đình Hổ. Đổi quẹo qua đường Hậu Giang để xem đoạn này. Bên tay trái góc đường Cao Lãng Lầu thì thấy cái biệt thự thời Pháp còn là thời Tây đó, xen kẽ với nhà mới nhà cũ thì thấy Sài Gòn nhiều kỷ niệm gì, đi đâu cũng nhớ về Sài Gòn. Ngã tư phía trước là đường Mai Xuân Thưởng. Thấy cái bóng lại cho mình.
đường này nó mới làm lớn trở lại nè, ngày xưa nó nhỏ. Bên phải là đường hẻm 178 Hậu Giang. Phía trước là ngã tư với đường Minh Phụng ấy. Sài Gòn xưa nữa gì. Hy vọng quý vị không chán kênh của Hải Cơm Minh nha. Coi những cảnh này đỡ nhớ Sài Gòn. Một chút gì đó ồn ào, chút gì đó rác rến, chút gì đó lộn xộn náo nhiệt. Nhưng mà cái đó nó mới tự nhiên cái gì, theo Hải Cơm Minh nghĩ là vậy. Có cái tình cảm hơn đó. Còn siêu thị máy lạnh ngăn nắp hết rồi, giá đi miết hết rồi. Cái nào cũng có hai mặt cái gì ha, hiện đại văn minh lịch sự. Chợ búa thì nó ọp ẹp ồn ào náo nhiệt vô giái. Rồi đó, một vòng chợ Bình Tiên cái gì xem ha. Thank you.
theo dõi Hải Cơ Minh, quý vị hiểu cái gu của Hải Cơ Minh là thích bình dân, dễ sống gì ha, quan ở đâu cũng sống được. Quẹo phải đây là đường Bãi Sậy. Wow, ở đây nó hơi ngược nắng, không xe lây gì thông cảm nha, cái hình nó không được nét á. Vì thấy nguyên cái khu này nhà cửa cấp 4 hợp hẹp cái gì, không có thay đổi nhiều so với trước năm 75 nữa. Rồi, thấy Thanh Kiều, hẹn gặp lại quý vị clip tiếp theo nha. Goodbye.